tại con tính chuyện hơi xa dài là nếu mà khoảng 20 năm sau á, có thể là con sẽ tìm đến cô để nhờ cô báo cưới với con. Sao mới chợt mới làm áo cưới thì nó mấy tuổi rồi. Chú Á chụp hình nữa. Chuyện nào đó để được may nhiều hơn các bạn ở đây. Cô cảm ơn rất nhiệt tình với tất cả các bạn. Tên là Minh Quân, con hiện đang học lớp 19 thì hôm nay con xin được giao lưu với lại thầy Long. Dạ thầy, con xin được phép hỏi thầy hai điều. Cái điều thứ nhất á, là tại vì cha mẹ con cũng là giáo viên thì cái nghề giáo nó gặp thật nhiều cái khó khăn nhất định. Riêng thầy thì những cái khó khăn đó là càng chồng chất thêm, thì cái động lực nào đã giúp cho thầy tiếp tục cái sự nghiệp của mình để đạt được những thành công ngày hôm nay? Lời đầu tiên xin được gửi đến lời cảm ơn đối với ban giám hiệu nhà trường, đối với quý thầy cô và toàn thể các em. Đối với lại một người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng thì khó khăn luôn luôn là cái điều cản trở trên con đường tìm tới sự thành công của người khuyết tật. Và đặc biệt là trong cái nghề giáo thì cần có sự trau dồi, tìm kiếm những cái thông tin mới để làm phong phú và làm giàu cái bài giảng của mình. Thì nó rất là khó khăn, nhưng mà rất may cho mình là được cái sự hỗ trợ giúp đỡ của gia đình, bạn bè, và một cái không thể thiếu đó là cái mạng internet để giúp mình vượt qua những cái khó khăn trong công việc. Cảm ơn em. Dạ, con xin được cảm ơn thầy. Và điều thứ hai con muốn hỏi thầy là điều gì là thầy tâm đắc nhất trong cái lúc mà thầy giảng dạy, và nếu mà như sau này thì nếu mà thầy được trao giải Nobel về văn học thì thầy sẽ làm gì tiếp theo ạ? Cảm ơn em một cái điều mà tôi nằm mơ cũng không dám thấy. Có lẽ là nước Việt Nam chúng ta, ông bà mình thường nói là 4.000 năm văn hiến rồi mà chưa có một cái giải Nobel nào hết. Nhưng mà nước Mỹ người ta mới thành lập khoảng 400 năm nay thôi thì người ta đã có hàng trăm cái giải Nobel rồi. Cho nên là mình có nằm mơ cũng không dám mơ. Đối với cái câu hỏi của em thì thú thật với quý thầy cô và các học sinh thì mình là giáo viên dạy sử chứ không phải dạy văn. Cho nên là văn học Nobel, cái giải Nobel về văn học thì chắc là không có bao giờ có rồi.